rừng vàng, biển bạc. Biển đảo Việt Nam là một phần lãnh thổ thiêng liêng, là tài sản vô giá không thể tách rời của dân tộc Việt. Khi biển đảo bị xâm chiếm, doanh nhân làm gì? Doanh nhân, họ là ai? Trọng trách của họ làm gì? Vị thế của họ trong xã hội như thế nào? Họ là lực lượng nòng cốt trong công cuộc bảo vệ lãnh thổ đất nước. Bảo vệ biển là bảo vệ hệ sinh thái vô cùng quan trọng trong đời sống cả dân tộc Việt. Biển đảo đang trong sự phồn vinh phát triển các thế mạnh tiềm tàng, nhưng cũng đầy thách thức và nguy nan khi các thế lực thù địch dòm ngó với những thủ đoạn xâm chiếm. Ai sẽ đứng lên bảo vệ biển đảo quê hương? Ai sẽ cùng chung ý chí kiên cường bảo vệ biển? Biển đảo vào tay quân giặc khác gì để nước mắt dân tộc chảy thành sông, máu đồng bào nhuộm biển đỏ. Hãy vì biển đảo quê hương, doanh nhân giữ vững biên cương tổ quốc. Chương trình Doanh nhân vì biển đảo hướng đến doanh nhân tân tầm tài trí dũng, nơi ghi bảng vàng doanh nhân đóng góp cho tổ quốc, nơi hội tụ kết nối doanh nhân Việt, nơi tỏa sáng những tấm lòng yêu quê hương đất nước. Chương trình trao cúp và bằng khen doanh nhân vì biển đảo diễn ra vào ngày 2 tháng 6 năm 2018 tại nhà hát Âu Cơ Hà Nội. Chương trình có các lãnh đạo đảng và nhà nước đặt trọn niềm tin ở doanh nhân. Chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc hội và hàng trăm tờ báo trong nước đưa tin. Đây là cơ hội doanh nhân được đóng góp và tỏa sáng toàn quốc, toàn thế giới. Chỉ dành cho 100 doanh nhân được vinh danh. Ai trong chúng ta được lựa chọn? Doanh nhân vì biển đảo, chương trình tỏa sáng danh tài đất Việt. Đơn vị tổ chức: Tạp chí Biển Việt Nam. Đơn vị đồng tổ chức giáo dục doanh nhân PTI. Đơn vị thực hiện sự kiện: Công ty cổ phần AC Media Group.